Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật claim cái NFT cuối cùng của chiến dịch Arbitrum Odyssey. Ngoài ra thì hướng dẫn mọi người đó là claim token ARB mà trước đây chúng ta đã tham gia vào những cái nhiệm vụ trước đó của cái chiến dịch trên Third West. Ngoài ra thì mình cũng có là hướng dẫn mọi người là tham gia vào những cái airdrop của những cái dự án khác nha. Thì hôm nay cái trong cái video này có khá là nhiều dự án. Ok, thì về việc đầu tiên đó là claim cái NFT cuối cùng của chiến dịch Arbitrum Odyssey. Thì cái NFT cuối cùng này thì nó có tên đó là The Odyssey nha. Thì trong cái chiến dịch này thì đầy đủ điều kiện thì nó đã snapshot rồi nha các bạn. Thì hôm trước mình cũng đã làm video mình update rồi. Thì hiện tại nó đã snapshot rồi và hiện tại nó đã cho chúng ta đó là claim rồi. Đấy, nó snapshot vào ngày 30 tháng 11. Đấy, thì hôm nay ngày 2 thì nó cho chúng ta claim. Thì trong cái chiến dịch này thì mình thấy thì khoảng đâu đó là gần 40.000 người. Gần 40.000 người đủ điều kiện claim thôi các bạn nha. Đó. Thì anh em nào mà đã đủ điều kiện nắm giữ 12 trên 15 NFT trong chiến dịch thì bây giờ có thể là vào claim. Thì anh em chỉ cần vào đường link dưới phần mô tả video thôi. Trên nền tảng gà xé này nha. Rồi nếu mà cái nhiệm vụ thứ hai đó là user này này, holder này. Nếu mà nó chưa query á thì các bạn nhấn vào cái dấu mũi tên cho nó cập nhật lại nha. Đấy. Nhấn vào dấu mũi tên cho nó cập nhật lại. Cập nhật xong thì anh em claim thôi. Thì anh em chỉ cần là chuyển sang mạng lưới ARB, mạng lưới Arbitrum, chúng ta claim. Hình như là cần phải tốn ít phí các bạn. Đấy. Trên gà xí mọi người chuyển sang mạng lưới trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum nha. Rồi mọi người nhấn nút claim này. À, tốn phí nha các bạn. Thì các bạn trả một ít phí ETH trên mạng lưới Arbitrum thôi, khoảng 0,35 đô. Đấy, xác nhận này. Ok, thì như vậy là nhờ mình đã claim thành công. Thì cái NFT này thì hiện tại nó đang có giá đâu đó khoảng là 0,028 ETH. Đấy. Thì anh em nào mà claim xong á mà muốn bán á thì có thể bán nha, còn không muốn bán thì có thể giữ. Thì đối với những người nắm giữ NFT này, những người nắm giữ NFT cuối cùng này của chiến dịch Arbitrum Odyssey thì sau này có nhận được airdrop token nữa hay không thì mình không có rõ nha. Vì thế anh em nào claim xong muốn bán thì có thể bán, còn anh em nào mà không muốn bán thì có thể hold nha, đợi sau này nó có unlock hay không thì chúng ta nhận. Còn về việc có unlock hay không thì chẳng ai biết được. Còn riêng đối với mình á, mình có làm xong thì mình sẽ hold nha. Đấy, mình sẽ hold. Thì giá con này hiện tại là 55 đô các bạn, giá bán của nó đâu đó khoảng là 55 đô đấy nha, 0,028. Ủa nó mất rồi, sao nó không hiện giá ta? 0,028 nó có giá nha các bạn. Để mình connect với thử xem. Các bạn có thể là lên OpenSea để các bạn kiểm tra, các bạn claim xong thì các bạn kiểm tra nha. Nó sẽ ở trong một OpenSea thôi. Các bạn vào profile trên OpenSea á. Các bạn sẽ thấy được cái NFT mà các bạn vừa claim này đó. Hiện tại thì nó lỗi ABA cho nên là nó không hiện ra cái hình ảnh. Các bạn có thể là nhấn vào cái NFT đó của các bạn rồi các bạn lót lại thôi thì nó sẽ hiện nha. Các bạn nhấn vào chỗ phần lót lại đây, refresh metadata, nhấn vào chỗ ba chấm này rồi refresh metadata thì nó sẽ, để tí nữa các bạn lót lại thì nó sẽ hiện ra hình ảnh thôi.
Hiện tại giá lên khoảng là 60 đô cho một NFT này rồi nha. Khoảng là 60 đô nha. Có người mua nha các bạn, có volume nha. Cái NFT này có người mua nha. Đấy, anh em nào muốn bán thì bán. Còn riêng đối với mình thì mình sẽ hold. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người bán luôn. Thì bán thì mọi người chỉ cần vào OpenSea rồi chọn vào phần profile thôi. Rồi các bạn sẽ thấy được cái NFT này. Đó, cái NFT của các bạn này. Sau đó thì các bạn muốn bán thì các bạn nhấn vào chữ là list for sale. Đấy, còn không thì nhấn vào luôn cái NFT của các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấn vào nút là list for sale thôi. Đó. Thì sau đó các bạn muốn bán bao nhiêu thì các bạn bán thôi nhá. Thì giá hiện tại đó là trên khoảng giá hiện tại thấp nhất đó là 0,0287 này nhá, khoảng là 60 đô. Nếu mà các bạn muốn treo giá cao hơn thì có thể là treo thôi. Số lượng bằng ETH nha các bạn nhá. Số lượng bằng ETH nha. Đó, giá hiện tại khoảng là 0,0287 ETH. Thì các bạn muốn bán thì các bạn điền lại các bạn bán thôi. Đó. Sau đó thì các bạn nhấn nút là Complete Listing. Rồi các bạn treo bán thì các bạn bán thôi. Ở đây mình không bán cho nên là mình không sẽ treo. Ok, và tiếp theo đó là về mình cập nhật cái nghiệp vụ. Đó là trên Thread web mà trước đây chúng ta đã làm. Thì trên Thread web thì trước đây chúng ta đã làm trước đây mình cũng đã hướng dẫn rồi. Cái này nó khá là lâu rồi các bạn. Ở trên Thread coin á. Thì coi. Đây đây, vào 2 tháng trước này, đó. Vào 2 tháng trước mình có làm video hướng dẫn mọi người là tham gia cái sự kiện ăn chia là 100.000 token ARB này trên Thread web này. Đó thì trước đó bạn nào mà đã tham gia thì bây giờ các bạn chỉ cần là vào lại cái đường link dưới phần mô tả video đó là thanh ARB com session thanh ARB session 0 này nè. Rồi sau đó thì các bạn connect ví thôi, các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn trên mạng lưới Arbitrum nha. Connect xong thì các bạn xin ký ví luôn giúp mình. Để các bạn kiểm tra là có đủ điều kiện nhận hay không. Thì trước đó bạn nào mà đã tham gia làm web thì đều được nhận hết nha. Trước đó bạn nào mà tham gia thì đều được nhận hết. Đó. Thì sau khi các bạn connect và xin ký quý xong thì các bạn sẽ thấy được ở cái phần là My Earning This Session này này là cái số lượng ARB mà các bạn đã nhận được nha. Đấy, bạn nào làm nhiều nhiều nhiệm vụ thì sẽ được nhiều ARB thôi. Còn ở đây thì hiện tại mình chỉ được cỡ làm đó là 10 ARB. Thì đâu đó hiện tại giá ARB là 1 đô cho ARB, hơn 1 đô một tí á. Thì tương đương hiện tại mình nhận 10 ARB thì hơn 7 đô, à hơn 10 đô một tí. Đó. Thì sau đó thì về việc claim thì nó sẽ diễn ra, nó sẽ kết thúc vào 55 ngày nữa nha. Ai mà không claim thì nó sẽ tự động đưa vào những cái trong cái vòng donate gì đó. Đấy. Thì bạn nào cứ vào đây các bạn kiểm tra có nhận được ARB thì các bạn nhấn vào chữ đó là claim my earning. Các bạn nhấn vào chữ my claim, my earning này. Đó. Đây. Rồi các bạn xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Rồi sao gas cao vậy này? Gas claim 5 đô luôn. Phí này khá cao các bạn ạ. Phí cơ sở cao hơn 0,1, điền lại 0,2 đi, 0,2. Để mình chỉnh gas lại cờ lam được không nha. Ok. Khoảng chỉnh lại khoảng là 0,43 đô, thử mình cờ làm được không nha. Ok được nha, cờ làm được nè. Ok thì các bạn cứ chỉnh gas như vậy thôi nha. Đấy, các bạn chỉnh chỉnh gas lại chỗ chỉnh sửa gas á, chỉnh lại khoảng là 0,2 thôi là được. Đó. Là phí khoảng nào đó là không phải mấy đấy. Nha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh gas lại này. Thì mọi người chỉ cần nhấn nút claim thôi. Sau đó thì cái ví MetaMask của các bạn nó mở ra ấy. Cái ví MetaMask của các bạn mở ra thì các bạn nhấn vào chỗ chỉnh sửa gas như sau.
Đây, các bạn nhấn vào chỗ chữ thị trường hoặc là thị trường tùy chỉnh gì đó nha, nó sẽ hiện ở chỗ phía gas này, các bạn nhấn vào. Sau đó thì các bạn chọn cho mình cái mục đó là mục là gas nâng cao này nha, nhấn vào nha. Đó, ở trên thì các bạn điền lại là 0,2. Các bạn điền ngày nè, nếu các bạn nhấn dấu phẩy nha, dấu phẩy chứ không phải là dấu chấm, các bạn điền dấu chấm là không được đâu. Mà các bạn ghi dấu phẩy đó. Khoảng 0,2 đó. Không, ở dưới cũng 0,2. Đó là phí tương tự là 0, mấy đô ấy. Sau đó thì các bạn lưu lại thôi nha, các bạn lưu lại xong thì các bạn xác nhận thôi đó là cứ làm được, chứ các bạn để phí mặc định là gas nó trên nền tảng nó khá là cao đó. Thì sau khi các bạn cứ làm xong thì các bạn có thể là gửi lên sàn bài nên các bạn bán nha, các bạn gửi lên sàn bài sàn Binance á, các bạn bán thông qua mạng lưới ARB nha. Đấy. Còn không thì các bạn có thể là vào sàn Uniswap, các bạn swap sang lại ETH trên mạng lưới ARB cũng được, tùy các bạn thôi. Các bạn muốn gửi lên sàn thì các bạn gửi, còn không thì lên desk các bạn swap thôi. Ok, thì đó là về Thoát West. Và tiếp theo đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là tham gia vào cái dự án đó là Cyber Connect nha. Cyber Connect. Thì về Cyber Connect thì mình sẽ update lại về việc cái Clam Cyber ID. Thì trước đây mình trên kênh Telegram của mình cũng có cập nhật cũng lâu rồi nha. Đó là Clam cái Cyber ID này dành cho những user mà đã min cái Cyber Profile trên 12 ký tự nha. Đấy, thì trước đây bạn nào mà có cái tên miền Cyber Profile trên 12 ký tự thì bây giờ các bạn vào Clam. Còn đối với bạn nào mà dưới 12 ký tự thì không cần Clam đâu, dưới 12 ký tự các bạn sẽ tự động nhận luôn mà các bạn không cần Clam. Đấy, thì trước đây bạn nào mà có Cyber Profile thì bây giờ các bạn vào lại cái đường link dưới phần mô tả video này, wallet.cyber.co này, sẹt Cyber ID này, rồi các bạn khôi nét ví của các bạn thôi, với lại cái ví MetaMask của các bạn. Rồi các bạn xin ký thôi, nhấn nút Register này. Xin ký ví thôi. Đó thì trước đó thì hiện tại thì mình đã ấy rồi, trước tại vì cái link profile của mình trước đây thì dưới 12 ký tự cho nên là mình tự động nhận luôn này nhé, My Cyber ID này. Sau khi các bạn connect xong á, các bạn kéo xuống dưới, bạn nào mà cái tên miền Cyber Profile dưới 12 ký tự thì nó sẽ tự động nhận cho các bạn luôn nhé, nó sẽ tự động gửi cho các bạn luôn mà các bạn không cần Clam. Đấy, nó sẽ hiện ở đây. Còn đối với bạn nào mà dưới trên 12 ký tự, trên 12 ký tự, trên 12 ký tự có nghĩa là cái tên này này nha. Đó, cái tên cyber của bạn mà trên 12 ký tự thì các bạn có thể là vào đây các bạn claim thôi. Hình như hiện tại hết claim rồi sao các bạn? Hình như là nó hết cho Clam Free rồi sao ấy. Các bạn có thể là kiểm tra nha. Nếu mà nó cho các bạn Clam Free thì các bạn Clam thôi. Còn trước đây bạn nào mà đã Clam rồi thôi. Hình như là hiện tại nó hết cho chúng ta là Clam Free rồi. Ok, và tiếp theo đó thì đó là về việc là Clam cái Cyber ID mà mình update. Tiếp theo đó thì hiện tại nó đang có sự kiện đó là cái Session 2 này nha. Session 2 là hình như là có reward đó là 25.000 token Cyber. Thì các bạn vào đây các bạn chỉ cần đăng ký thôi. Đó, Session 2 là Early Access này thì dành cho là 5.000 member. Đó, nó random là 5.000 member. Thì đối với cái phần unlock này ở Session 2 này thì các bạn chỉ cần vào đường link dưới phần mô tả video rồi các bạn nhấn nút là Continue. Sau đó thì các bạn điền lại một số thông tin như sau. Thì đầu tiên đó là Connect với lại cái tài khoản Cyber Connect. Đây. Đầu tiên các bạn kéo xuống dưới này, các bạn nhấn nút là Connect Wallet này. Rồi các bạn Connect với lại cái ví MetaMask của các bạn này. Trên mạng lưới nào cũng được nha, trên mạng lưới ARB hay là mạng Optimism gì cũng được. Sau khi các bạn connect xong thì các bạn nhấn vào Sign to Verify giúp mình nha, nhấn vào cái dòng đó là Sign to Verify để chúng ta là xin ký trên ví.
Nói các bạn xin ký trên ví thôi. Đó, UI Wallet địa chỉ ví đã được xác nhận này. Tiếp theo đó thì các bạn connect Twitter, thì các bạn chỉ cần nhấn nút là connect Twitter thôi, rồi các bạn connect vào lại cái tài khoản Twitter của các bạn. Đó. Sau đó thì các bạn kéo xuống bên dưới, mình đã connect rồi, connect xong thì nó sẽ hiện ra cái username Twitter của các bạn thôi. Tiếp theo đó là connect Discord thì các bạn connect thôi, nhấn vào nút connect Discord. Ủy quyền cho dùng Discord Author này. Đấy, như vậy là các bạn đã connect thành công. Đấy. Tiếp theo đó là điền lại cái địa chỉ email của các bạn thì các bạn điền lại email của các bạn giúp mình nha. Đấy. Sau đó thì các bạn xác thực giao dịch ở xác thực captcha. Rồi các bạn submit thôi. Nó như vậy là các bạn đã đăng ký thành công nha. Joiner tham gia vào cái chiến dịch của CyberConnect ăn chia là 25.000 token Cyber, chỉ dành cho là random là 5.000 user thôi. Ok, thì đó là đối với cái dự án là CyberConnect. Và tiếp theo đó thì mình sẽ hướng dẫn đó là các bạn tham gia vào cái unwrap của Elliot. Thì Elliot này hiện tại nó đang có chương trình unwrap gì đó, thì các bạn chỉ cần vào cái dự án này thì hiện tại khá là mới nha. Thì các bạn chỉ cần khai báo thôi. Thì đối với cái dự án này thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video, sau đó thì các bạn kéo xuống bên dưới. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn là chỉ cần là điền lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi, là địa chỉ ví BEP20, có nghĩa là Binance Smart Chain á, mạng lưới BSC á. Thì các bạn chỉ cần là copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn thôi. Copy lại địa chỉ ví MetaMask rồi các bạn kéo xuống, các bạn dán vào cái ô này. Rồi các bạn nhấn vào cái dòng đó là Enroll now for unwrap. Đấy, thank you for enrolling unwrap này, you claim your free unwrap token là quen thời gian yên này. Nghĩa là 5 ngày nữa nó sẽ cho ông ta claim nha. Đấy. Bây giờ các bạn chỉ cần đăng ký thôi, khai báo địa chỉ ví của các bạn thôi. Rồi 5 ngày nữa thì nó sẽ cho ra claim. Ok, thì đó là đối với cái dự án đó là Elios. Tiếp theo đó là về cái dự án là IW Swap. Thì đối với cái dự án này là được triển khai trên mạng lưới Ethereum nha, mạng lưới Ethereum. Thì hiện tại nó cho các bạn đó là làm cái nhiệm vụ mạng xã hội để nhận điểm boy. Thì điểm boy này sau này nó sẽ cho các bạn là quy đổi sang token IW. Đấy, thì cái dự án IW Swap này là một cái sàn DEX trên mạng lưới Ethereum. Thì đối với cái đây thì đối với cái unwrap của IW Swap này thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Ethereum Mainnet. Nha, các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Ethereum. Rồi sau đó các bạn connect ví thôi. Nhấn vào nút connect này, rồi connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn. Đó. Thì sau đó thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục farming nha, các bạn chọn qua cho mình cái mục farming thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này thôi. Thì sau đó thì sau khi các bạn connect xong thì nếu mà dưới đây nó vẫn còn hiện ra chữ connect wallet đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào, các bạn nhấn nút là connect wallet lại thôi. Đấy, các bạn connect lại thôi. Thì sau đó thì các bạn đi kiếm boy. Thì đầu tiên kiếm boy thì các bạn chỉ cần nhấn nút là connect Discord thôi. Là join chứ. Join Discord trước này. Asset invite này, chúng ta join Discord này. Ok, join xong thì các bạn nhấn vào nút connect ở phía bên dưới đây, rồi các bạn tích vào cái ô đồng ý với điều khoản của Discord của nhóm của họ. Submit này. Thì sau đó các bạn chọn qua cho mình trên Discord, các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục verify. Thì trên mục verify này thì các bạn chỉ cần tích vào cái emo đầu tiên này đó. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái dòng ô của con bot là Solvi captcha nha, Solvi captcha này, các bạn nhấn vào này thì cái bot nó sẽ phản hồi lại cho các bạn. Rồi sau đó thì các bạn xem cái captcha này là cái gì, rồi các bạn nhấn vào ở dòng dưới này, dòng select captcha anh này đó, rồi các bạn chọn lại cái đoạn code mà nó cho các bạn thôi, dvw này, chọn vào đó là các bạn đã query Discord thành công nha. Nó sẽ mở ra các mục khác cho các bạn thôi, là các bạn đã query thành công. Sau đó thì các bạn quay trở lại với cái trang này,
cái trang IP swap này, rồi các bạn nhấn vào cái nhiệm vụ connect Discord lại. Ở hình như là hiện tại để mình xem thử. Ok, các bạn chỉ cần nhấn vào join thôi nha, các bạn chỉ nhấn vào connect Discord rồi các bạn join vào connect Discord thôi là xong. Và nhập tiếp theo đó là link vô wallet, thì các bạn nhấn vào nút là link vô wallet. Thì ở đây link vô wallet là chúng ta đã connect ví rồi nha, đây socket rồi nè. Tiếp theo đó là red my friend, thì red này thì nếu mà các bạn bạn nào mà muốn ủng hộ mình á thì có thể là điền lại cái địa chỉ ví của mình nha nha. Thì bạn nào muốn đi tiện red á thì có thể là lấy cái địa chỉ ví của các bạn, lấy cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn á, cơ red của các bạn á, nhập vào cái ô red red này, nhập vào cái ô này, rồi các bạn nhấn vào I have a friend. Thì về phần red này mình sẽ để lại cái địa chỉ ví của mình dưới phần mô tả video cho anh em nào ủng hộ, thì có thể là nhập cái địa chỉ ví của cái của mình vào đây, rồi nhấn vào cái dòng đó là I have a friend để nhập cái địa chỉ ví red của mình nha. Đấy. Tiếp theo đó là follow, thì các bạn nhấn vào follow này, rồi các bạn follow Twitter của IP Swap thôi. Đó, follow xong thì các bạn quay trở lại. Tiếp theo đó thì theo The World thì này đăng bài viết thôi, các bạn nhấn qua, nó sẽ dẫn các bạn đến trang Twitter kèm với lại là một bài đăng có sẵn. Thì các bạn chỉ cần nhấn nút post, các bạn đăng lại cái bài viết đó thôi. Post nè, đăng lại thôi. Đó, rồi các bạn quay trở lại. Tiếp theo đó thì show your boss thì các bạn nhấn qua. Thì nó cũng yêu cầu các bạn là đăng lại một cái request có sẵn, thì các bạn chỉ cần post lại thôi, đăng lại thôi. Ok. Thì tiếp theo đó là add IP limit, thì cái phần này các bạn không cần làm nha. Về cái phần này thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi. Các bạn chỉ cần nhấn vào thôi thì nó sẽ tự động cho các bạn bond luôn cũng được, hình như là cho nó tự động cho các bạn bond hay sao ấy. Đó, các bạn chỉ cần nhấn nút add limit thôi. Thì ở cái phần này thì nó yêu cầu các bạn đó là add limit á nha. Có nghĩa là add liquid cái cặp stablecoin hoặc là đồng gì đó. Bạn nào muốn add thì có thể là add, còn không thì bỏ qua cũng được. Các bạn không cần làm add nha. Thì đây là một cái sàn DEX mới ở trên mạng lưới Ethereum thôi. Đấy. Thì sau đó thì các bạn nó sẽ hiện ra cái điểm boy của các bạn ở phía bên đây nha. Là tổng cộng là các bạn được bao nhiêu boy thì nó sẽ hiện ở bên đây. Sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút claim boy thôi. Ok, cờ Lam Boy thì hình như là cần trả phí. Phí hiện tại khá là cao các bạn nha. Hiện tại thì phí nền tảng, phí trên mạng lưới Ethereum thì nó khá là rẻ thôi. Phí trên Ethereum thì khoảng là 0,08 đô thôi. Tuy nhiên thì cái phí nền tảng này nó ăn đến là 4 đô luôn các bạn. Đó, thì hiện tại các bạn cứ làm nhiệm vụ trước đi nha. Hiện tại các bạn cứ làm nhiệm vụ trước thôi. Còn về việc claim boy thì sau này chúng ta claim sau cũng được. Còn không thì nếu mà sau này phí nó vẫn cao như vậy thì chúng ta có thể là bỏ qua. Chứ hiện tại thì chưa biết đó là cái giá boy của nó là quy đổi ra là bao nhiêu thì mình không rõ đâu. Hiện tại nó chưa có giá nha các bạn. Tại có IP chưa có giá cho nên là từ từ các bạn hãy claim boy về. Đó là ok. Và cái dự án cuối cùng đó là Retroactive. Đây là của sàn DEX Jupiter ở trên mạng lưới Solana. Thì đối với cái sàn DEX này, trước đây bạn nào mà đã từng swap hay là đã từng swap hoặc là add liquid trên mạng lưới Solana thông qua Jupiter thì bây giờ các bạn có thể vào đây các bạn check nha. Thì để thì về cái điều kiện á, thì các bạn có thể là check cái điều kiện để mình connect rồi mình nói điều kiện xong. Thì trước đây bạn nào mà đã từng mà sử dụng mạng lưới Solana thì bây giờ các bạn có thể là sử dụng ví Phantom. Trước đây bạn nào mà sử dụng ví Phantom mà swap trên ví Phantom cũng vậy á, thì bây giờ các bạn vào đây các bạn check thôi nha. Đấy, thì các bạn nhấn nút là connect wallet này, rồi connect vào lại cái ví Phantom trên mạng lưới Solana thôi. Đó, connect xong thì các bạn nhận được bao nhiêu, đây các bạn nhận được bao nhiêu token giúp thì nó sẽ hiển thị số lượng ở đây. Thì hiện tại cái địa chỉ ví của mình là đủ điều kiện nhận khoảng là 1.200 token giúp. Đấy, thì hiện tại nó chưa cho claim đó các bạn, hiện tại các bạn chỉ check thôi
nó cho các bạn chat thôi. Còn Clam, khi nào nó cho Clam thì mình sẽ update trên kênh Telegram cho mọi người để mọi người vào Clam nha. Đấy thì về tính đủ điều kiện đây này, thì về điều kiện thì đầu tiên đó là quà tặng chào mừng 200 giúp cho tất cả mọi người này, bất kể cấp độ nào này, thì các bạn có thể vào đây các bạn check thử nha. Tiếp theo đó là về tiền thưởng AUG là 500 giúp này, và khối lượng mà các bạn đã swap trên mạng lưới Solana là bao nhiêu, càng nhiều thì các bạn càng, nếu mà volume của các bạn trên mạng lưới Solana càng nhiều á thì cái số lượng các bạn nhận airdrop càng nhiều thôi đó, hệ số nhân này nè đó. Thì bây giờ bạn nào mà trước đây từng sử dụng Solana thì cứ ấy thôi nha. Hiện tại mình đang tay là tay ở 4, bạn nào mà tay ở 1 á thì nhận khoảng là vài trăm nghìn token giúp lần. Ok thì đó là về việc đối với cái dự án của Jupiter trên mạng lưới Solana. Ok thì như vậy là cái video mình update và hướng dẫn mọi người tham gia vào những cái drop thì của những cái dự án, thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.